Xin chào quý các bạn. Ngày hôm nay tôi có một bí mật mà tôi muốn dành tặng bí mật này cho toàn bộ quý các bạn. Và cái bí mật đó nó đang nằm ở sau cái tấm rèm này. Chắc chắn rồi, ngay bây giờ hãy cùng tôi theo chân để vén màn cái bí mật của ngày hôm nay nhé. 1, 2, 3. Và đây chính là món quà bí mật mà tôi muốn dành tặng quý các bạn. Một trong những bộ dàn nghe nhạc đúng chuẩn cho âm thanh cực kỳ hay, trung thực. Và nó tạo lên từ những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Và vẫn như thường lệ thôi, trước khi đến phần test nhạc của bộ dàn này thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng thiết bị trong bộ dàn này nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và với một bộ dàn thì lúc nào cũng phải đi đến thiết bị đầu tiên, chính là đôi loa của bộ dàn. Âm thanh hay không hay thì nó sẽ phụ thuộc vào cái đôi loa này đầu tiên. Và trong bộ dàn này chính là cặp loa đến từ thương hiệu Tainoi, một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Mẫu loa Tainoi thì đã được khẳng định tên tuổi trên thị trường âm thanh rất từ lâu, với chất lượng này, đẳng cấp và chất âm thì không thể chê vào đâu được. Mỗi một người nghe nhạc thì luôn luôn muốn sở hữu cho mình một cặp loa đến từ thương hiệu Tainoi này. Và phiên bản Tainoi ngày hôm nay trong bộ dàn đó là sự góp mặt của bản Tainoi Steering GR mẫu mới nhất, và nó tạo lên cho chúng ta được cái âm thanh cực kỳ hay. Mẫu loa Tainoi Steering GR được thiết kế hoàn toàn thủ công 100%, và vỏ gỗ làm nên chất liệu của thùng loa làm bằng gỗ óc chó, một trong những dòng gỗ cao cấp nhất. Những đường chi tiết này được làm thủ công khá là tỉ mỉ và bo viền rất là đẹp. Mặt trước được thiết kế một cái rãnh được khoét sâu vào bên trong và có phần lỗ thông hơi ngay phía trước. Và chúng ta có thể thấy được đây là cái phần tấm căng để bảo vệ cho dòng loa Tainoi bản Steering GR này. Chất liệu làm nên tấm căng này nó làm bằng vải cực kỳ xịn, và nó là sợi chỉ vải đen vàng rất là đẹp mắt đan chéo với nhau. Logo của thương hiệu Tainoi và bản GR này thì được khắc ở trên một tấm nhôm phay mạ vàng rất là đẹp và rất là xịn. Dòng loa Tainoi thì nó là một trong những dòng loa cao cấp rồi. Thế nên từ những cái chi tiết rất là nhỏ và như cái tay cầm để tháo cái căng này ra, nó cũng là một cái thanh sắt và được mạ vàng. Mạ vàng rất là đẹp. Đó là một trong những chi tiết điểm nhấn. Ok. Bây giờ tôi mở tấm căng này ra, và quý các bạn có thể thấy được này, cái tấm căng này được làm bằng gỗ ép rất là dày và rất là chắc chắn. Wow. Không hổ danh là một trong những sản phẩm top đầu về sản phẩm loa high-end nghe nhạc cao cấp. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ, từ những con ốc, từ những cái đường viền bảo vệ bát loa đều được mạ vàng quý các bạn nhé. Rất là xịn luôn, và cái cảm giác mà chúng ta được sờ này, được nhìn vào một cái sản phẩm như thế này, nó đem lại cho chúng ta rất nhiều cái phấn khích. Con ốc thì sử dụng cái ốc lùng lăng trên những sản phẩm cao cấp, mạ vàng, chất, rất là chất. Ok, phần của bát này tôi sẽ nói sau. Bên dưới này nó có thêm đó là một cái bảng nhôm. Cái này người ta gọi là bảng điều khiển, làm bằng dạng nhôm phay xước cũng mạ vàng như bên ngoài. Cái rắc của trình điều khiển này chúng ta có thể rút ra. Đó, chúng ta có thể vặn ra. Đây, tôi sẽ cho quý các bạn thấy. Nó mạ vàng luôn. Mạ vàng rất là chất luôn. Quý các bạn có thể thấy chưa? Rất là rõ chi tiết mạ vàng nhá. Đó. Và tất cả những thông tin hay là những tên logo thương hiệu Tainoi này được dập chìm ở trên cái phần nhôm phay xước này. Có một cái điểm nữa là cái phiên bản GR này và cái logo của hãng Tainoi thì được khắc laser chìm vào chính cái phần thân gỗ, phần thùng gỗ của loa, mà tạo ra cái màu sắc màu đen rất là đẹp. Ok, nói về cấu tạo của loa đi. Cấu tạo của dòng loa Tainoi này thì được cấu tạo theo dạng củ loa đồng trục kép. Và nó cung cấp một cái âm thanh rất là chính xác và sống động hàng đầu trong các dòng loa cùng tầm giá. Độ nhạy lên tới 91 dB, và nó có thể xử lý công suất cực đại lên tới 340W, mang đến cho ta cái sự chân thực và sống động nhất cho âm thanh. Đồng trục thì củ loa nó sẽ đồng trục với lại kết hợp với lại một cái loa tép dạng Tulip Gateway, với vòm bằng nhôm meze này,
quý vị có thể ý được, nó khác biệt so với những cái dòng loa khác. Thiết kế của bát loa thì màng loa được làm bằng bột giấy tự nhiên với cái hiệu suất thấp và kết hợp với lại cái vòm vải cuộn đôi, tạo lên cho chúng ta được cái âm thanh trung bình tự nhiên nhưng vẫn có thể đem lại hiệu suất cao cho giải loa bát. Về phía sau, thiết kế khá đơn giản với gồm 5 cọc bát loa và với 4 cọc bát loa phía trên được ký hiệu là đỏ và đen. Đây là 4 cọc bát loa ràng buộc được mạ vàng và tùy chỉnh để cải thiện cái việc truyền tín hiệu âm thanh một cách tốt nhất và nhanh nhất. Còn đối với cọc loa thứ 5 là cọc loa màu xanh này là có tính năng cung cấp khả năng giảm nhiễu tần số vô tuyến và cải thiện được cái độ rõ của các âm trung. Và để tương xứng với cặp loa tai loi Steering Zero ngày hôm nay, chúng tôi có kết hợp với một bộ khuếch đại tích hợp Ulysson Reset Sinfonia với thiết kế theo dạng thân thiện, sử dụng vật liệu bằng gỗ tạo lên tính đặc trưng của dòng âm ly đèn Sinfonia này. Và chúng ta có thể thấy được luôn, ốp mặt đầu tiên đó là vật liệu bằng gỗ rất là dày, tạo lên vẻ đẹp cho chiếc âm ly đèn này. Và không thể thiếu được đó là những bóng đèn. Đây là những bóng đèn Lyon được sản xuất tại Russia, có nghĩa là tại Nga, một trong những đất nước rất là nổi tiếng về những bóng đèn Lyon này. Và chúng ta có thể thấy đặc trưng về phía trước nữa đó là những chiết áp điều chỉnh của chiếc âm ly đèn này. Đó là đầu tiên, đó là chiết áp nút hiệu chỉnh on off, nó rất dễ dàng, to rất là to bằng kim loại đặc và chắc. Đây là volume chỉnh to nhỏ này. Chính giữa này là một cái mắt để chúng ta có thể sử dụng cái điều khiển giống như mắt thần sử dụng điều khiển. Các đèn tín hiệu để hiển thị các chế độ CD hay là follow, AV hay là tuner. Bên cạnh đây thì chúng ta có thể thấy được là cái nút điều chỉnh select. Select là giúp điều chỉnh cái chế độ nhạc đầu vào. Và để xử lý được cái lượng nhiệt mà những chiếc bóng đèn này tạo ra thì các nhà thiết kế đã đưa ra một cái giải pháp khá là hay, đó là thiết kế thêm một tấm thép phay ở phía trên này và được mạ màu đồng rất là đẹp mắt. Tấm thép phay này không chỉ đem lại cho chúng ta cái cảm giác rất là mềm mại và làm cho cái thiết kế của chiếc âm ly này nổi bật hơn, thì nó giúp cho cái quá trình hoạt động đấy giảm thiểu được cái nhiệt lượng của bóng đèn này tạo ra, ảnh hưởng trực tiếp đến những chiếc âm ly. Ngoài ra thì nếu vào phần bên hông này, chúng ta có thể thấy được những cánh tản nhiệt cũng đều được thiết kế bố trí hai bên, giúp cho chiếc âm ly này hoạt động luôn luôn mát và không ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống bên trong của chiếc âm ly. Bởi vì những bóng đèn này nó sinh nhiệt rất là lớn, thế nên là tạo ra một cái nhiệt lượng tỏa ra vô cùng kinh khủng. Và nếu như các bạn đã từng được tiếp xúc với lại những dòng âm ly đèn thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó rõ ràng hơn rất là nhiều. Về phía sau là những chiếc hộp màu đen. Đây là phần quan trọng về bộ nguồn của chiếc âm ly này. Ulysson Reset Sinfonia là chiếc âm ly có kết cấu duo mono với các biến áp nguồn và biến áp xuất âm được đặt đối xứng trên mạch chassis. Các biến áp này đều được bọc vỏ kim loại để tăng cái tính thẩm mỹ và giảm thiểu cái nhiễu âm. Toàn bộ mạch điện của máy được lắp trong một khung kim loại và khung này được ốp bằng lớp vỏ gỗ rất là sang trọng. Tất cả các tầng khuếch đại của chiếc âm ly Ulysson Reset Sinfonia này đều sử dụng các đèn điện tử để vận hành theo chế độ Class A thuần. Và Ulysson đã tự thiết kế ra cái máy biến áp xuất âm của chính mình. Và các chuyên gia thì cho rằng đây là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng của một chiếc âm ly đèn, bởi vì nó tạo ra cái yếu tố quan trọng, tạo ra cái mức công suất rất là mạnh cho chiếc âm ly. Và mỗi kênh của chiếc âm ly Ulysson Reset Sinfonia có hai bóng đèn KTA88 được lắp song song với nhau và vận hành theo chế độ siêu tuyến tính. Và các bóng đèn K88 này là bóng đèn 4 cực nhưng chúng lại được hoạt động giống ở các chế độ 3 cực. Siêu tuyến tính Class A và chế độ khai thác 3 cực là bí quyết tạo ra được cái âm thanh thú vị riêng của dòng Sinfonia. Và bây giờ thì quý các bạn hãy cùng tôi quay về mặt sau của chiếc âm ly xem qua cái phần thiết kế phía mặt sau nhé. Phía sau của chiếc âm ly đèn này được thiết kế khá là đơn giản, chia rõ riêng biệt hai kênh. Và như chúng ta có thể thấy được là trên hai cái kênh này nó sẽ chia ra chế độ 8 ohm, 4 ohm. Bởi vì sao? Bởi vì là chiếc âm ly đèn này có thể chơi cho những cái dòng loa 4 ohm và 8 ohm. Và khi chúng ta kết hợp với dòng loa ở chế độ trở kháng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đấu vào cầu lối trở kháng đó bấy nhiêu. Và những cái cọc bát loa này thì đều được mạ vàng rất là đẹp mắt và rất là chắc chắn, tạo ra cái đường truyền tín hiệu chuẩn nhất trên những bộ dàn nghe nhạc. Và đa phần những thiết bị mà nghe nhạc thì nó đều được mạ vàng để tạo ra cái âm thanh chuẩn.
Và chúng ta có thể thấy được là trên này thì nó có ghi rõ đầy đủ các thông số về cái sản phẩm mini này. Và đặc biệt đó là max power của dòng âm mini này đạt tới 500W. Và để lọc được cái tín hiệu nhạc đầu vào theo chuẩn và tạo ra âm thanh hay nhất tương xứng với bộ dàn nghe nhạc này, thì chúng tôi có kết hợp thêm một đầu CD cũng đến từ thương hiệu Ulysson Reset. Đó là dòng Ulysson Reset Ulico CD Primo. Đây là một trong những đầu thế hệ mới nhất của hãng Ulysson Reset. Với cấu trúc đầy đủ của một bộ dàn nghe nhạc như này thì đây chắc chắn là một trong những bộ dàn nghe nhạc đáng quan tâm và đáng để nghe nhất hiện tại bây giờ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý bạn hãy cùng Đức Anh thử test âm thanh của bộ nghe nhạc ngày hôm nay để chúng ta có thể cảm nhận được một bộ nghe nhạc đẳng cấp đến từ thương hiệu loa Tailoid, âm Pleadem đến từ thương hiệu Ulysson Reset Sinfolia. Quả thực là một điều rất là hấp dẫn phải không nào? Với âm thanh chân thực, tự nhiên và đầy sống động của bộ dàn nghe nhạc high-end cao cấp 2020-01 mang lại thì quả thực đây là một bộ dàn đáng để lựa chọn. Khi nghe nhạc của bộ dàn này thì chúng ta luôn luôn có cảm giác muốn nghe nữa, nghe tiếp và nghe mãi. Với giá thành 251.810.000 đồng, quý các bạn đã được sở hữu ngay một bộ dàn nghe nhạc high-end cao cấp 2020-01, bao gồm một cặp loa Tailoid Sterling JR, một chiếc âm Pleadem đến từ thương hiệu Ulysson Reset Sinfolia và một chiếc đầu CD mẫu Ulico CD Primo cũng đến từ thương hiệu Ulysson Reset. Và đương nhiên, quý các bạn sẽ được tặng kèm theo một bộ combo quà tặng cực kỳ hấp dẫn, bao gồm một bộ dây jack đến từ thương hiệu Diamond trị giá 5.500.000 đồng. Và ngoài ra, quý các bạn được tặng kèm theo một bộ dàn karaoke cao cấp trị giá 35.370.000 đồng, sở hữu cặp loa đến từ thương hiệu JBL, cúc đẩy vang số và micro không dây. Nếu quý các bạn quan tâm đến bộ dàn nghe nhạc high-end cao cấp 2020-01 ngày hôm nay, quý các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài 1900-0255 của Bảo Châu Elec hoặc truy cập vào website baochouelec.com để có thể đặt hàng online và được giao hàng miễn phí tại nhà. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video này của tôi. Hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!